kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media, được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin ngày hôm nay mùng 5 tháng 2 sẽ có những tin đáng chú ý ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ Lao động Séc đã trình bày những thay đổi trong hệ thống trợ cấp xã hội nhằm đơn giản hóa hệ thống cũng như ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống trợ cấp. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu lịch trình đến thăm một loạt quốc gia tại Trung Đông và Israel. Tại trung tâm thương mại Sapa, gần 500 bà con người Việt từ khắp nơi trên Cộng hòa Séc cùng đại diện các hội đoàn, cơ quan đại diện Việt Nam tại Séc đã cùng vui mừng tụ hội tại sự kiện Xuân quê hương 2024. Thưa quý vị, Bộ trưởng Lao động Séc hôm nay đã trình bày những thay đổi trong hệ thống trợ cấp xã hội. Theo Bộ trưởng, thì việc sửa đổi nhằm đơn giản hóa hệ thống và các khoản trợ cấp sẽ nhằm mục tiêu hỗ trợ tốt hơn cũng như ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống trợ cấp. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Marian Jurečka cho biết, Bộ đang chuẩn bị gộp 4 loại trợ cấp thành một, đó là hai khoản trợ cấp nhà ở, trợ cấp sinh hoạt và trợ cấp trẻ em. Bộ trưởng cho rằng hệ thống trợ cấp hiện tại được tạo thành từ nhiều phần và các loại hỗ trợ quan trọng nhất gặp nhiều rắc rối. Theo Bộ trưởng, sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến gần 1 triệu người đang nhận trợ cấp. Khối lượng trợ cấp hiện tại lên tới 30 tỷ kurun. Việc liên kết các khoản trợ cấp lại với nhau sẽ hướng tới người cần giúp đỡ hơn, đồng thời việc xử lý sẽ đơn giản hơn. Theo hệ thống mới được trình bày, các hộ gia đình có nhu cầu thậm chí có thể nhận được nhiều hơn hiện nay. Ví dụ, một hộ gia đình 4 người ở Pajimov có bố làm việc và mẹ đang trong thời gian nghỉ thai sản, thì chi phí nhà ở là 18.000 kurun, hiện có thể nhận được 10.873 kurun cho 4 loại trợ cấp nêu trên. Theo hệ thống mới, khoản trợ cấp sẽ là 15.725 kurun. Tuy nhiên, nếu người nộp đơn không tìm việc làm và không có thu nhập, thì họ sẽ không thể nhận trợ cấp, khác với hiện nay. Bộ gọi việc sửa đổi hệ thống là sự thay đổi lớn nhất trong lĩnh vực này trong 30 năm qua. Theo Bộ trưởng Jurečka, việc thiết lập tất cả các tham số đang được hoàn thành. Bộ dự kiến những thay đổi có thể có hiệu lực từ năm tới. Kể từ đầu năm nay, tốc độ tăng giá tại Séc đã chậm lại. Theo ước tính của Hiệp hội các nhà tiền tệ và Bộ Tài chính, thì tỷ lệ lạm phát trong tháng 1 đã giảm xuống dưới 3%. Do đó, các nhà phân tích kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản vào tuần tới. Tại khu trượt tuyết ngoại ô Stupava, mùa trượt tuyết đang dần kết thúc. Mặc dù giá năng lượng và nhiên liệu cần thiết cho hoạt động và bảo trì cho khu trượt tuyết vẫn cao nhưng vẫn không ảnh hưởng nhiều đến du khách. Một gia đình 4 người có 2 trẻ em sẽ chi trả 1.640 kurun cho khóa học trượt tuyết 3 giờ đồng hồ, không tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, một số mặt hàng hóa đã bị ảnh hưởng do điều chỉnh thuế giá trị gia tăng DPH. Do đó, ở các nhà hàng trong khu trượt tuyết đã tăng giá, chẳng hạn như nửa lít bia có giá là 54 kurun, trong khi năm ngoái có giá là 49 kurun. Giá tại cửa hàng bán đồ và cho thuê đồ trượt tuyết ở Radochin cũng tăng giá, do tại đó có một thiết bị đặc biệt và cần đầu tư lớn, nhưng mức tăng giá chỉ trong khoảng 10 kurun. Theo ước tính, lạm phát năm nay sẽ quay trở lại mức từ khoảng 2-3%, tức là về mức như trước khủng hoảng năng lượng. Do đó, các chuyên gia kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Séc sẽ tính đến việc giảm lãi suất cơ bản tại cuộc họp tháng 2. Vào tháng 12, lãi suất cơ bản đã giảm xuống còn 6,75%. Các chuyên gia kỳ vọng mức lãi suất sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm. Trong khi tại Anh và Mỹ đều đang dần hủy bỏ việc thanh toán tự phục vụ do tỷ lệ trộm cắp và hư hỏng gia tăng, thì ngược lại tại Séc ngày càng có nhiều cửa hàng lắp đặt hình thức thanh toán như này. Bà Yana Honsova không thích việc phải xếp hàng tại quầy tính tiền, nên bà thường chọn thanh toán tại các quầy tự thanh toán. Bà chia sẻ rằng bà sử dụng hình thức thanh toán này tới 90%, mọi người đều có thể học được, ngay cả người cao tuổi cũng không gặp vấn đề gì. Chẳng hạn như chuỗi siêu thị Penny Market chỉ mới bắt đầu lắp máy tự thanh toán vào năm 2022, nhưng hiện tại họ muốn lắp đặt ở tất cả các cửa hàng đến cuối năm 2025. Và ngày càng có nhiều người Séc sử dụng thường xuyên cách thanh toán này. Trong khi tại Séc, hình thức tự thanh toán ngày càng phổ biến thì ở Mỹ hay ở Anh lại đang dần hủy bỏ. Nguyên nhân là do tình trạng trộm cắp và tâm trạng bất ổn của những khách hàng trong cửa hàng. Ngoài các cửa hàng thực phẩm, hệ thống tính tiền cũng có sẵn các cửa hàng ở Hobby Market, trong đó gần 20% khách hàng sử dụng hình thức thanh toán này, chủ yếu đối với những lần mua sắm nhỏ. Ngoài sự đơn giản, rõ ràng và phản hồi nhanh chóng của hệ thống, một số khách hàng đánh giá cao việc tự thanh toán bởi họ có thể tự kiểm tra số tiền mua hàng, giảm giá hoặc điểm trên thẻ khách hàng. Các nhà hàng tại Séc đang bị thiếu các thực khách ăn trưa. Mặc dù lạm phát đang giảm nhưng người dân vẫn dè dặt trong chi tiêu. Cùng với đó, các thực khách trung thành của các nhà hàng cũng đang dần thay đổi thói quen của mình. Ngoài ra, hầu như giá thực đơn tại các nhà hàng cũng đã tăng lên bởi chi phí cao và thay đổi DPH đối với bia tươi.
Trong một canteen chuyên nấu bữa trưa ở trung tâm Praha, khách hàng thường thích các món ăn thông thường như svichkova, cà chua, thì là thịt tẩm bột rán. Mỗi ngày họ cung cấp tới 300 phần ăn. Lần cuối cùng họ thay đổi giá là nửa năm trước. Nhưng hiện tại, nhiều thực khách của họ đang phải cố gắng tiết kiệm bằng cách không lấy súp hay đồ uống. Do đó, canteen không muốn tăng giá thêm nữa. Trong khi canteen ở trung tâm Praha đóng cửa lúc 3 giờ, thì tại quán rượu cách đó vài con phố lại chào đón những vị khách đầu tiên vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Mấy tháng trước, quán vẫn mở cửa buổi sáng, nấu ăn và có nhân viên. Nhưng sau đó, vì số lượng khách giảm, năng lượng và chi phí lớn đã khiến chủ cơ sở phải sa thải đầu bếp. Tại đó vẫn còn những khách hàng lâu năm, nhưng họ cũng chi tiêu ít hơn. Kể từ đầu năm nay, giá bia tại đó đã tăng 4 kurun. Các khách hàng đã thay đổi thói quen trong nhà hàng như giảm số lượng đồ ăn và đồ uống hoặc chọn món rẻ hơn. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trong lĩnh vực ẩm thực đã tăng 6%, tăng nhiều nhất là tại các quán cà phê khi tăng trung bình 11%. Ngược lại, tăng ít nhất là trong các vũ trường và các quán bar khi chỉ tăng 3% so với cùng kỳ. Trong năm nay, do thuế giá trị gia tăng, DPH thay đổi, giá bia đã tăng lên. Vào tháng 1, giá nửa lít bia tươi 12 độ là 57,80 kurun, trong khi năm ngoái là 52,40 kurun. Vào năm 1985, nửa lít bia tươi có giá trung bình là 4,86 kurun. Với mức lương trung bình vào thời điểm đó là gần 3.000 kurun, khách hàng có thể mua 600 cốc bia. 35 năm sau, giá đã tăng lên gần 40 kurun cho nửa lít bia. Với mức lương trung bình cũng tăng lên gần 36.000 kurun, khách hàng có thể mua được tới 900 cốc bia như vậy. Các bác sĩ trẻ không muốn làm việc tại các thành phố nhỏ. Tình trạng thiếu dịch vụ chăm sóc tại các địa phương nhỏ tiếp tục trầm trọng hơn và vẫn chưa tìm được giải pháp. Alena Shepkova, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa chuyên nghiệp cho biết nếu không xảy ra điều kỳ diệu thì trong vòng 5 năm tới, người dân sẽ không có bác sĩ nha khoa chăm sóc. Hiện nay đang có khoảng 200.000 trẻ em không tìm được bác sĩ cho mình và không ai cảm nhận đó là một vấn đề. Các bác sĩ hiện tại đang mất kiên nhẫn, trong khoảng 2.000 bác sĩ nhi khoa thì có một nửa trong số họ đang ở tuổi nghỉ hưu. Mặc dù sinh viên trong ngành bác sĩ đa khoa đã tăng lên nhưng họ đều không muốn đến các địa phương nhỏ làm việc mà đều ở lại các thành phố lớn. Thưa quý vị, cuối tuần qua, các nhân viên cứu hộ đã phải có mặt tại 7 địa điểm trong tỉnh Karlovy Vary vì lại tiếp tục có nạn nhân dùng HHC quá liều. Theo phát ngôn viên của lực lượng cứu hộ vùng Karlovy Vary, thì cuối tuần qua là một tuần đặc biệt vì họ chưa bao giờ gặp phải nhiều nạn nhân ngộ độc HHC như vậy. Tổng cộng các nhân viên y tế đã phải có mặt tại 7 địa điểm khác nhau trong vùng Karlovarsko, ví dụ như Sokolov, Bujida, Karlovy Vary. Phần lớn đều là một nhóm người hay nhóm bạn đã tụ tập cùng nhau thử nghiệm HHC dưới dạng kẹo, bánh hay dung dịch cho vào thuốc lá điện tử và một số người trong đó đã bị ngộ độc. Các bệnh nhân đều ở độ tuổi từ 18 đến 21 tuổi. Hai bệnh nhân được gia đình chăm sóc, 5 bệnh nhân khác được đưa đến bệnh viện. Các bệnh nhân đều có triệu chứng như nôn mửa, rối loạn hành vi và ý thức. Các bệnh nhân sau này cho biết họ đã dùng khoảng 2 viên kẹo chứa HHC. Trong tháng 1 vừa qua, bệnh viện vùng Karlovy Vary đã tiếp nhận 5 bệnh nhân là học sinh bị ngộ độc HHC dưới dạng kẹo dẻo. Hiện các sản phẩm như thế này đều được bán tại các máy bán hàng tự động hay trên mạng và trẻ em dễ dàng tiếp cận được chúng. Quý khách hàng thân mến, vào dịp lễ Tết Nguyên đán mừng xuân Giáp Thìn, ngày 9 tháng 2, tức 30 Tết âm lịch, chuỗi siêu thị Tam Đa Foods sẽ đóng cửa vào lúc 17 giờ. Ngày 10 tháng 2, tức 1 Tết âm lịch, chuỗi siêu thị Tam Đa Foods mở cửa hoạt động theo giờ làm việc bình thường. Dịch vụ Tamda Express sẽ giao hàng dựa theo thỏa thuận với khách hàng. Tamda Group xin kính chúc quý khách năm mới Giáp Thìn, phú quý toàn niên, an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vừa tuyên bố lực lượng nước này ngày 4 tháng 2 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 5 tên lửa ở Yemen do lực lượng Houthi chuẩn bị phóng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công để tự vệ đối với một tên lửa hành trình tấn công mặt đất của Houthi và sau đó tấn công 4 tên lửa hành trình chống hạm. Tất cả đều được chuẩn bị phóng nhắm vào các tàu ở Biển Đỏ. Những cuộc tấn công mới diễn ra một ngày sau khi các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành một loạt cuộc không kích nhắm vào Houthi. Đây là vòng hành động quân sự chung thứ 3 của Mỹ và Anh nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Houthi và hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ. Sau đó, phát ngôn viên Houthi Mohammed Abdulsalam ngày 4 tháng 2 nói rằng việc Mỹ-Anh tiếp tục gây hấn ở Yemen sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào và sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Yemen trong việc thể hiện ủng hộ đối với người Palestine ở dải Gaza. Đài Loan bắt đầu kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự lên 1 năm thay vì 4 tháng như trước đây. Các tân binh đầu tiên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ ngày 25 tháng 1 vừa qua, sẽ tòng quân trong vòng 1 năm do chính quyền Đài Loan lo ngại về mối đe dọa quân sự gia tăng từ Trung Quốc.
Quyết định được đưa ra sau cuộc họp an ninh do bà Thái chủ trì sáng nay để thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng vệ của hòn đảo. Bà Thái tuyên bố Đài Loan muốn hòa bình nhưng cần phải có khả năng tự bảo vệ mình. Theo bà Thái, chế độ nghĩa vụ quân sự hiện nay, theo đó có hoạt động huấn luyện lính dự bị là không hiệu quả và không phù hợp để đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc, đặc biệt là trong kịch bản hòn đảo bị tấn công chớp nhoáng. Trong những năm gần đây, Trung Quốc tăng cường áp lực ngoại giao, quân sự và kinh tế đối với Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 71 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc đã xuất hiện ở các khu vực quanh hòn đảo vào sáng ngày 26 tháng 12. Đây là đợt áp sát lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng Trung Quốc quanh đảo Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bắt đầu lịch trình đến thăm một loạt quốc gia trong chuyến công du thứ tư đến Trung Đông và lần thứ năm tới Israel kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát ngày 7 tháng 10, 2023. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham gia một số hoạt động ngoại giao con thoi trong chuyến công du kéo dài một tuần, bắt đầu từ mùng 4 tháng 1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller xác nhận với các phóng viên rằng ông Blinken sẽ đến thăm Israel, Bờ Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ai Cập. Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận về các biện pháp tức thời nhằm tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho giải Gaza, đồng thời nhấn mạnh với Israel rằng nước này cần phải hành động nhiều hơn để giảm căng thẳng ở Bờ Tây. Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ tập trung vào việc ngăn chặn xung đột mở rộng sang các nước khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm, ông Blinken sẽ thảo luận về những bước cụ thể mà các bên có thể thực hiện, bao gồm cả cách họ sử dụng ảnh hưởng của mình với những nước khác trong khu vực để tránh leo thang căng thẳng. Ông J.Y. Lee, Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics, hôm nay ngày 5 tháng 2 đã được tòa ở Seoul tuyên trắng án trong cáo buộc gian lận sổ sách và thao túng cổ phiếu. Vào tháng 11 năm ngoái, ông Lee bị đề nghị mức án 5 năm tù. Các công tố viên cáo buộc ông và các cựu giám đốc điều hành khác của Samsung đã vi phạm đạo luật thị trường vốn để dựng lên kế hoạch sáp nhập giữa Samsung, CNT và Cheol Industries với kết quả là chà đạp lên lợi ích của các cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, ông phủ nhận hành vi sai trái. Ông cho rằng mình và các giám đốc điều hành khác hành động vì tin rằng việc sáp nhập sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông. Quyết định mới từ tòa sẽ giúp ông Lee tránh được việc ở tù lần nữa. Trước đó, ông đã bị kết án 30 tháng tù vào năm 2017 về tội hối lộ một người bạn của cựu thống đốc Park Geun-hye. Ông Lee thụ án 18 tháng và sau đó được Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-yeol ân xá vào năm 2022 vì cho rằng chủ tịch của Samsung có thể giúp chính phủ vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia. Việc tuyên trắng án đã giảm bớt gánh nặng cho nhà sản xuất chip nhớ và màn hình lớn nhất thế giới, vốn đang phải vật lộn với suy thoái toàn cầu và thách thức gay gắt của các đối thủ cạnh tranh. Công chúng Hàn Quốc từ lâu đã thay đổi sự tức giận trước nhiều vụ bê bối của các gia tộc này sang thừa nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm cho phần lớn thành công của nền kinh tế quốc gia. Giới chức Chile cho biết ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng lớn nhất lịch sử nước này, đồng thời cảnh báo số người chết có thể còn tăng lên. Ngày 4 tháng 2, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền Trung và miền Nam sau khi cháy rừng nhấn chìm nhiều thành phố ven biển trong khói bụi và buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa. Các tỉnh như Magamaga và Valparaiso, lệnh giới nghiêm đã được áp dụng ở một số khu vực từ 8 giờ sáng đến trưa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp khẩn cấp nhu yếu phẩm, đặc biệt là nhiên liệu, tới những nơi bị ảnh hưởng. Cho đến nay, ít nhất một người đàn ông ở thành phố Tanca đã bị bắt liên quan đến cháy rừng. Theo cảnh sát, người đàn ông trên đã sơ ý gây cháy khi đang hàn và lửa lan sang đồng cỏ gần đó. Các đội cứu hộ khẩn cấp đang ưu tiên giải quyết các đám cháy ở thành phố cảng Valparaiso ở vị trí gần khu vực đô thị và khoảng 372 cư dân đã được báo cáo mất tích. Nhà chức trách cho hay các đám cháy rừng ở Valparaiso đã làm hư hại khoảng 1.100 ngôi nhà. Tuần mới đã đến, hãy cùng xem tuần này Tamda Foods có gì hấp dẫn nào. Bánh mềm croissant 7 days các vị với giá 12,90 krun. Hàng top bánh quy Opavia Bebe 50g các vị có giá chỉ 9,90 krun. Nước tăng lực heo 250ml các vị có giá 15,90 krun. Ngoài ra nhận ngay cơ hội trúng voucher mua vé máy bay trị giá 30.000 krun khi mua các sản phẩm từ thương hiệu Lenor, Ariel và Ya với tổng giá trị tối thiểu 3.000 krun trên một lần mua. Thông tin chi tiết truy cập website tamdafoods.eu/pg. Thưa quý vị, những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng loạt bài đăng nhóm cộng đồng mời chào đổi tiền mới, tiền lì xì độc lạ xuất hiện dày dặc trên các trang mạng xã hội, các trang tìm kiếm. Tùy vào mệnh giá và số lượng mà chi phí đổi tiền rất chênh lệch và càng gần Tết, chi phí này càng tăng cao. Tuy nhiên, đã có không ít trường hợp bị lừa đảo, tiền mất tật mang khi thực hiện đổi tiền qua mạng.
Chỉ cần gõ cụm từ khóa đổi tiền lì xì hoặc đổi tiền mới trên Facebook, Zalo, TikTok và Google sẽ có hàng triệu kết quả trả về có nội dung như trên. Việc giao đổi tiền lẻ, tiền mới, tiền ngoại tệ, độc lạ không phải mới xuất hiện. Đã có không ít người từng bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ bị lừa đảo, việc giao đổi tiền mới, tiền lẻ lấy phí còn là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước. Công điện mới đây của Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thực hiện tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng trên. Do đó, người mua cần cẩn trọng, tránh giao dịch chuyển tiền cho người lạ. Làng hương Quảng Phú Cầu chuyên về tâm hương ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang thu hút rất nhiều du khách đến tìm hiểu về giá trị văn hóa. Ngôi làng có nghề truyền thống hơn 100 năm gây ấn tượng với du khách ngay từ lần đầu tiên bởi những bó hương tạo hình đẹp mắt, không gian tràn ngập màu sắc rực rỡ như xanh, đỏ, vàng. Cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 30 km, làng hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa luôn được biết đến với hương thơm đặc trưng. Hình thành từ hơn 100 năm, làng nghề tâm hương duy nhất ở Hà Nội không chỉ lưu giữ vẻ đẹp làng quê Bắc Bộ với cây đa, bến nước, sân đình mà còn thu hút bởi giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Những năm gần đây, làng hương Quảng Phú Cầu tập trung phát triển cả du lịch và nhanh chóng trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách, nhiếp ảnh trong và ngoài nước tới tham quan, chụp hình. Vẻ đẹp đa sắc màu ở ngôi làng này còn gây ấn tượng mạnh với truyền thông nước ngoài khi từng xuất hiện trên một số trang báo và hãng tin quốc tế. Thưa quý vị, tối ngày 3 tháng 2, gần 500 bà con người Việt từ khắp nơi trên Cộng hòa Séc cùng đại diện các hội đoàn, cơ quan đại diện Việt Nam tại Séc đã cùng vui mừng tụ hội tại sự kiện Xuân quê hương 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Công ty cổ phần Saparia tổ chức. Sự kiện nhằm gắn kết người Việt xa quê cùng nhau sum họp những ngày giáp Tết, giúp bà con vơi bớt nỗi nhớ nhà trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngay từ trưa ngày 3 tháng 2, đội ngũ hậu cần của sự kiện Xuân quê hương 2024 đã tất bật với công tác chuẩn bị. Sân khấu, ánh sáng, khu vực cổng chào cho đến từng chi tiết trang trí Tết đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và từng chiếc bánh chưng, món ăn được yêu thích nhất trong ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng đã lần lượt được mở từng lớp lá dong. Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Saparia, đơn vị tổ chức chương trình, cũng đã đến kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng và ý nghĩa này. Mỗi một khi Tết đến xuân về thì cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc được tổ chức ở rất nhiều nơi tại Cộng hòa Séc. Nhưng mà có một nơi rất đặc biệt tổ chức chung, đấy là Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Trung tâm Thương mại Sapa. Tổ chức một cái Tết chung cho dân Việt Nam ở Cộng hòa Séc và ngày tiếp theo là tổ chức cho dân bản địa. Cứ như thông lệ hàng năm thì chúng tôi chọn một cái ngày gần cái Tết Nguyên đán để mà tổ chức. Thế và cái quy mô tổ chức thì nói chung là bà con rất là phấn khởi và đến đông đủ chật hội trường. Gần 500 bà con người Việt không chỉ tại thủ đô Praha mà còn ở khắp các tỉnh thành của Cộng hòa Séc đã có mặt tại nhà hàng Đông Đô trong trung tâm thương mại Sapa để cùng vui vầy và ăn Tết đoàn viên cùng bà con đồng hương. Nhiều món ăn truyền thống cũng đã hấp dẫn không chỉ người Việt mà còn thu hút những thực khách người dân bản địa, những vị khách quý tham dự chương trình. Bản thân cô là bắt đầu từ Ukraine. Và khi chiến tranh xảy ra thì cô đã theo người ở Việt Nam mình, theo đoàn người Việt Nam mình đi sang lánh nạn ở các nước châu Âu và dừng chân tại Cộng hòa Séc. Thì cái cảm giác mà mình được mọi người yêu thương rồi che chở để có một cái mái ấm, tình thương. Đây là lần đầu tiên cô tham dự cái Tết cộng đồng của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Nhưng mà cái cảm giác ấy rất là ấm áp và mình cảm giác như không xa quê hương bởi vì ở đây có rất nhiều người Việt. Mà mình sống trong một cái tình cảm chan hòa yêu thương và nằm vơi bớt đi những cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Có những năm thì chúng tôi về quê hương, có những năm dự xuân quê hương nữa, nhưng có những năm thì ở đây. Mà đa phần là chúng tôi dự xuân, đón xuân ở Cộng hòa Séc. Thì ở Việt Nam vui hơn, có gia đình, có quê hương và có tình làng nghĩa xóm và có nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng khi mà chúng tôi ở đây lâu rồi, các cháu ở đây sinh ra lớn lên ở đây lâu rồi và hàng năm cũng tổ chức như thế này thì cũng nguôi ngoai, cũng phần nào cũng cảm thấy nó cũng vui. Tết đến cũng có dưa hành, bánh chưng xanh,
cũng đốt pháo, rồi cũng có các tục lệ chúng ta tổ chức các nhà cũng ông công ông táo rồi cũng cúng tất niên, thì nó cái phần nào đó cái sự chênh lệch thì nó bớt đi cái nhớ quê hương. Nhiều bạn nhỏ súng xính trong những trang phục truyền thống của dân tộc hồ hởi vui Tết ngay trên quê hương thứ hai. Con đến đây nhiều lần rồi. Ở bên Việt Nam là vui hơn, ở đấy bán tất cả Tết cộng đồng ở ngoài ấy, thì ở bên Tiệp làm Tết cộng đồng ở Đông Đô, Hoàng Thành và Kinh Đông. Đối với con thấy là rất là vui, với cả năm này cũng là năm rồng, con đẻ từ năm 2012. Con thấy là năm này sẽ rất là vui, xong rồi con sẽ học giỏi lên, mọi người sẽ khỏe mạnh hơn. Cháu chưa bao giờ về Việt Nam ăn Tết ạ. Rất nồng nhiệt với, rất là vui với, kiểu như là rất nhiều người đến ạ. Trong không khí hân hoan, đầm ấm của Tết dân tộc cổ truyền, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, bà Nguyễn Diệu Linh, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các vị khách quý và bà con cộng đồng. Bà nhấn mạnh năm 2023 mang dấu ấn đặc biệt, kỷ niệm 10 năm cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc. Từ đó đến nay, cộng đồng ta đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội của nước sở tại, được chính phủ người dân Séc ghi nhận đánh giá cao. Tại buổi lễ, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, đồng thời là Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đánh giá năm 2023 có nhiều khó khăn với bà con cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Do tác động của tình hình khu vực và thế giới, nhưng các hội đoàn luôn đồng hành cùng cộng đồng, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương đất nước, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc, cũng như có nhiều đóng góp cho nước sở tại. Ông tin tưởng trong năm mới, tình hình kinh doanh buôn bán của bà con sẽ khởi sắc hơn và cộng đồng tiếp tục tổ chức được nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa. Năm 2023 cũng là một năm rất khó khăn do thế giới có nhiều biến động, cho nên Cộng hòa Séc cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Mức lạm phát của Cộng hòa Séc là đến trên 10%. Thế nhưng mà mỗi khi Tết đến xuân về thì những người con sống xa tổ quốc thì vẫn đau đáu nhớ về quê hương và rất là mong muốn có cái dịp tụ họp với nhau để mừng. Và tôi cho rằng đối với người Việt Nam ở nước ngoài đây cũng là hoạt động rất cần thiết, bởi vì nó cũng là một trong những việc mà để giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thế và không khí chung của mọi người thì rất phấn khởi, mặc dù tình hình làm ăn và tình hình sinh sống thì có gặp khó khăn hơn. Tôi ở Cộng hòa Séc gần 45 năm. Tôi sang Cộng hòa Séc từ năm 1968. Rất nhiều lần trong 45 năm, năm nào tôi cũng tham gia công tác cộng đồng để đón xuân mới. Hàng năm tôi không ăn Tết ở Việt Nam bao giờ, vì tôi sức khỏe của tôi vào cái mùa Tết ấy thì rất là không tốt. Cho nên nhưng mà năm nào tôi cũng về, nhưng mà vào những tháng 10, tháng 11. Đương nhiên là có khác biệt, nhưng mà hầu như tất cả các cái chương trình đều cố gắng là làm sao để có những hình ảnh quê hương đất nước để chúng tôi nhớ về Việt Nam nhiều hơn nữa. Rất là nhớ, bởi vì khi mình đến đây mình ăn được những cái món ăn rất là Việt Nam, rất là truyền thống, và trong đó có bánh chưng, có dưa hành, có câu đối và những cái phong cảnh rất là Việt Nam. Chương trình nghệ thuật chào mừng xuân mới 2024 tại Cộng hòa Séc đã được tổ chức long trọng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, biểu diễn xiếc, biểu diễn nhạc cụ dân tộc mang đậm dấu ấn Việt Nam, được đông đảo bà con kiều bào ủng hộ, yêu thích. Chương trình cũng là cầu nối tăng cường sự gắn kết, thúc đẩy hơn nữa tình yêu quê hương đất nước của bà con người Việt tại Cộng hòa Séc. Không chỉ là mái nhà chung cho nhiều tiểu thương, trung tâm thương mại Sapa còn là nơi để người Việt tụ họp mỗi dịp lễ Tết truyền thống của dân tộc. Và năm nào cũng vậy, lan tỏa tinh thần xuân quê hương tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc luôn phối hợp cùng trung tâm thương mại Sapa mang đến cho bà con sự ấm áp, sum vầy, dù không náo nhiệt bằng ở Việt Nam nhưng cũng đủ đầy hương vị, sắc màu của Tết dân tộc. Điều này đã giúp bà con xa xôi cách trở với quê hương nửa vòng trái đất, vơi đi nỗi nhớ quê hương, gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về.
Vâng, những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.